Các bạn hôm nay chúng ta sẽ được trải nghiệm một cái mẫu máy chiếu UHD 4K của Optoma, đó là Optoma UHD 5X. Đây là một cái mẫu máy chiếu mà đang rất hot hàng cho những cái anh em mà đang có nhu cầu setup một cái phòng chơi game ở gia đình hoặc là một cái phòng xem phim giải trí trong gia đình. Và với chất lượng hình ảnh tuyệt vời, độ phân giải 4K. Độ phân giải 4K là có thể nói là độ phân giải đang cao nhất hiện nay trong số các cái dòng máy chiếu trên thị trường. Chúng ta sẽ cùng trải nghiệm chất lượng hình ảnh dòng máy chiếu này trên một cái màn hình chiếu lớn nha các bạn. Xin nói sơ qua về thông số kỹ thuật của cái con UHD 5X này. UHD 5X là cái mẫu máy mà có cường độ sáng 3400 lumen, thì trên cái thùng máy các bạn thấy được các cái công nghệ nó ghi rất là đầy đủ, nó UHD 4K này, hỗ trợ HDR, một cái nút HDMI, phần tra HD và cái công nghệ DLP Tetrax của Mỹ. Dòng này có hệ số tung khoảng 500.000 trên một, và có một cái đặc điểm đó là nó là một cái dòng máy chiếu đầu tiên trên thế giới mà có tần số quét màn hình lên đến 240Hz. Thiết kế thì trông khá là gọn, tuy nhiên thì những tính năng cực kỳ hấp dẫn. Thông số kỹ thuật chi tiết và giá bán con này thì các bạn check trên trang web là vnpc.com.vn. Hiện tại thì giá có dao động khoảng trên dưới 50 triệu đồng để sở hữu được một cái dòng máy chiếu đẳng cấp như vậy. Chúng ta bỏ được một số tiền nó cũng khá lớn. Tuy nhiên thì khi mà sở hữu em này thì chúng ta sẽ cảm nhận cái sự khác biệt với tất cả những cái mẫu máy chiếu UHD mà chúng ta đã và đang sử dụng trên thị trường hiện nay. Chúng ta sẽ cùng trải nghiệm. Thank you.